Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề để tiến hành công tác nhân sự. Hội Cựu chiến binh huyện Cầu Kè tổ chức đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Đồng bào dân tộc Khmer cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp tỉnh Trà Vinh đạt nội dung số 1 của Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, tại Hội trường Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, chủ tọa kỳ họp thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh điều động đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến công tác tại Sở Xây dựng và quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Nhũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đến công tác tại Đảng bộ Trà Vinh. Cũng tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét bầu ông Nguyễn Văn Nhũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, với số phiếu tín nhiệm đạt 90% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đạt 96,4% đại biểu góp mặt. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Mạnh ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Tâm trong thời gian qua, đã cùng đảng bộ thành phố thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Riêng đồng chí Nguyễn Văn Nhũ vừa mới được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cố gắng hết sức mình, tận tụy với công việc, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ thành phố, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, học hỏi kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm qua các thời kỳ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đem hết khả năng của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự đảng và các thành viên của Ủy ban nhân dân thành phố chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết để hội đại biểu đảng bộ thành phố Trà Vinh. Ngày 14 tháng 6, Hội Cựu chiến binh huyện Cầu Kè tổ chức đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Ông Nguyễn Văn Dình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè đến dự. Trong 5 năm qua, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức các cấp hội cựu chiến binh trong huyện Cầu Kè đoàn kết nhất trí cao, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh, đạt nhiều kết quả cao. Cụ thể, trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho nhiều hội viên vay với tổng số tiền hơn 95 tỷ đồng để phát triển kinh tế, vận động hội viên tham gia góp vốn xoay vòng được gần 2,6 tỷ đồng, giúp cho 428 lượt hội viên mượn, phối hợp tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.270 lượt hội viên tham dự tiếp thu, vận động xã hội hóa hơn 5,7 tỷ đồng triển khai xây dựng 115 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết tặng cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, có 25 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Hiện toàn huyện không còn hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đã vận động cán bộ hội viên hiến 2,9 hectare đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng mới và sửa chữa được 29 km đường đan, 7 cây cầu giao thông, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trục vớt lục bình khai thông dòng chảy có tổng chiều dài trên 780 km, thu gom 1,3 tấn rác thải, trồng mới hơn 17.000 cây xanh qua kiển trên các tuyến lộ giao thông, phát 18.500 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, vận động 100% hộ hội viên đăng ký xây dựng và đạt chuẩn gia đình văn hóa, hộ nông thôn mới. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu quan trọng trong 5 năm tới là phấn đấu hàng năm có từ 90% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh trở lên, có 95% hội viên gương mẫu, có 98% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm xây dựng từ 3 đến 5 mô hình làm kinh tế có hiệu quả trong hội viên và mô hình dân vận khéo, phấn đấu không để hộ hội viên tái nghèo, cùng một số chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng khác.
Đại hội đã hiệp thương cử 13 đại biểu đi dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2024. Ngày 14 tháng 6, đoàn kiểm tra của huyện ủy Trà Cú do đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng bộ xã Hàm Giang. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ xã Hàm Giang đã thực hiện đạt và vượt 5 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết, có 8 chỉ tiêu chưa đánh giá. Các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 50% kế hoạch. Trong đó khu vực 3 thuộc chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế đạt thấp nhất với trên 50,4%. Kế đến là khu vực 2 đạt 57,2%. Về công tác xây dựng đảng, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy và cán bộ chủ chốt xã nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Phát triển 24 đảng viên, nâng lên toàn đảng bộ có 245 đảng viên, chiếm 2,4% dân số. Chỉ đạo các chi bộ phân công 74 đảng viên phụ trách 2013 hộ gia đình, triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu lãnh đạo xã Hàm Giang cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra để bổ sung khắc phục những hạn chế thiếu sót nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024. Về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu đảng bộ xã Hàm Giang cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng, phát huy sức mạnh của nhân dân thông qua mô hình phát huy tài dân, sức dân, lợi cho dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của đảng viên, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, quan tâm củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí bị tụt giảm, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngày 14 tháng 6, Hội Luật gia huyện Châu Thành tổ chức đại hội đại biểu khóa 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự đại hội có ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh, ông Đỗ Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia huyện Châu Thành đã tích cực tham gia góp ý nhiều dự án luật, nghị định, thông tư, tham gia đóng góp các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, tham gia phối hợp theo dõi thi hành pháp luật, kiến nghị sửa đổi bổ sung nhiều văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được thực hiện thường xuyên. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, mở rộng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tham gia tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia huyện Châu Thành tổ chức 3.700 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút gần 98.000 lượt người dân tham dự, tư vấn pháp luật cho 21 lượt người, phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 5 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho 148 lượt người dân ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, hội viên các chi hội đã tiếp 99 công dân tham gia hòa giải 213 vụ việc, tham gia xét xử 298 vụ. Ngoài ra, các hội viên còn tham gia giáo dục cảm hóa 134 lượt đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, phát triển 47 hội viên đạt 157% chỉ tiêu nghị quyết. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Luật gia huyện Châu Thành đề ra chỉ tiêu tham gia đóng góp các văn bản dự thảo luật mới có hiệu lực đạt 100%, phát triển từ 35 hội viên trở lên. Có 60% đến 70% cán bộ hội được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác hội do các cấp hội tổ chức. 100% cán bộ hội viên là đảng viên tham gia học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 30 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đại hội bầu 23 ủy viên ban chấp hành, 5 ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ mới. Bà Thi Thị Thanh Trúc tái đắc cử chức chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 14 tháng 6, huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, huyện Cầu Ngang có 194 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong đó, xã Thạnh Hòa Sơn được hỗ trợ 46 căn, Trường Thọ 40 căn, Kim Quà 31 căn, Nhị Trường 17 căn, Hiệp Quà 19 căn, Thuận Quà 16 căn, Mỹ Quà 9 căn. Tổng trị giá mỗi căn nhà gần 65 triệu đồng.
trong đó kinh phí Bộ Công an vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 50 triệu đồng. Tỉnh quỹ đối ứng 14 tỷ 961 triệu đồng từ nguồn quỹ an sinh xã hội về mẫu nhà xây dựng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an. Thời gian hoàn thành xây dựng 194 căn nhà đúng dịp chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, yêu cầu Ban chỉ đạo huyện tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ, góp phần chung sức đồng hành hỗ trợ nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có công với cách mạng, hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng nặng, cấp thiết phải xây dựng nhà mới. Người dân có nhiều tiến bộ, tham gia hoạt động tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Song song đó, các ngành các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương này. Cả hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt các tổ chức đoàn thể, huy động mọi nguồn lực và của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân theo đúng quy định. Việc triển khai xây dựng phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, chủ động có kế hoạch lộ trình chi tiết, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí tiêu cực. Thưa quý vị, Trà Cú là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất trên địa bàn tỉnh. Điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, sau hành trình 13 năm xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Cú vinh dự đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới. Qua đó giúp tỉnh Trà Vinh đạt nội dung số 1, có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phải rà soát chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trà Cú là huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, với trên 60% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 1-3 năm của chính phủ. Qua 13 năm nỗ lực vượt khó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, huyện quy trọng tổng nguồn lực gần 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, Trà Cú xây dựng đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú đạt trên 99,9%. Đây cũng là thước đo phản ánh chất lượng xây dựng nông thôn mới của địa phương. Năm gần đây thì thấy đời sống của bà con người dân tộc Khmer đa số thì phát triển rất là nhiều, ví dụ như về trình độ học thức, rồi về cái kinh tế gia đình, rồi về cái nuôi dạy con, nó đều phát triển hết. Thì từ khi mà xã lên nông thôn mới hiện giờ thì mình thấy ví dụ như là đường, rồi trường, trạm, điện, nước, rồi tất cả hạ tầng như là kinh gạch để phục vụ cái nội đồng rồi nó cũng thấy đã hoàn thiện. Đối với người dân chúng tôi thì thấy hài lòng với cái kết quả xây dựng nông thôn mới. Về Trà Cú hôm nay, sức sống nông thôn mới đã thổi hồn cho các phân sóc thêm phần sung túc, ấm no hơn khi đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc. Bức tranh nông thôn mới càng được tô điểm đẹp hơn bên những công trình mới đáp ứng nguyện vọng của lòng dân. Những tuyến đường mới nối ấp, xóm liền xóm như đã xua đi sự xa xôi, hẻo lánh và mở ra cơ hội cho phân sóc phát triển. Nói về bộ mặt nông thôn mới của xã Long Hiệp thì rất là phấn khởi và khởi sắc. Cũng thấy rõ ràng cũng như cái tuyến đường mới đang làm này nọ cũng trồng hoa trồng kiển rất là đẹp. Rồi nói về đường điện trường trạm này nọ đã là công nhận là coi như là trường đạt chuẩn quốc gia. Đường đang bây giờ là được đường xây dựng lại như vậy, coi như là nhân dân ở đây rất là phấn khởi. Cảnh đó thì coi như là dân tộc Khmer bây giờ cũng thấy là thoát nghèo cũng bền vững cũng rất là nhiều, coi như là cũng gắng làm ăn đủ thứ hết luôn. Điểm sáng nổi bật nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Trà Cú đó là hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Tính đến nay, 15 trên 15 xã có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, đảm bảo các phương tiện đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng khép kín, chủ động phục vụ nước tưới tiêu cho trên 97% diện tích đất nông nghiệp.
100% trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trong đó có trên 91% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng thường xuyên an toàn đạt trên 99,9%. Nếu như năm 2011, Trà Cú là huyện còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với trên 33% dân số, thì đến nay con số này đã được kéo giảm xuống mức thấp nhất, hiện chỉ còn 2,43%. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá toàn diện ở cả 3 khu vực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 63 triệu đồng một người một năm, tăng khoảng 36 triệu đồng một người một năm so với năm 2016. Tân Hiệp đó là đặc thù là người dân tộc Khmer chiếm trên 81,72%. Trước đây đó thì được chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ, đặc biệt là việc đất ở, nhà ở, rồi chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất. Từ đó cái tình hình đời sống của người dân xã Tân Hiệp nói chung và người dân tộc Khmer nói riêng thì đã có cái bước khởi sắc hơn trước đây. Đối với của Tân Hiệp trước đây đó, đó là khoảng năm 2012 đó là còn 1.532 hộ nghèo. Tuy nhiên từ đó đến nay thì của Tân Hiệp chỉ còn 2,47% hộ nghèo. Trong đó thì hàng năm cũng chú trọng đặc biệt giảm đối với là hộ nghèo mà người đồng bào dân tộc Khmer là khoảng 2%. Đó, đến giờ phút này đó thì hộ nghèo của người đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Tân Hiệp đó cũng khoảng 1,72% so với tổng số của toàn xã, có giảm khoảng từ 5-6% mỗi năm. Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, hướng đến xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao sau năm 2025. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển, nhất là hạ tầng về giao thông nông thôn, trường học, thiết chế văn hóa, nhà ở dân cư. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản phẩm ô cốp, phát triển ngành nghề nông thôn, tranh thủ đầu tư để cảng cá Định An trở thành trung tâm nghề cá của tỉnh và trở thành trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng được nhu cầu phát triển. Sau hành trình 13 năm nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Cú vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đây cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Trà Vinh về đích huyện nông thôn mới. Tới đến nay, toàn tỉnh có 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp tỉnh Trà Vinh đạt 8 trên 8 nội dung tỉnh nông thôn mới theo quyết định số 321 của Thủ tướng Chính phủ quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.